Các bạn ơi, kìa con này nó rồi. Nó giật mình luôn à. Con đầu tiên. Mình thấy cái này chờ đổi nó cũng vui lắm. Giống như việc mình nuôi thú cưng vậy. Nuôi cá hoặc là nuôi chim. Mình chờ đợi nó thay đổi từng ngày, nó rất là vui. Quay một chút nữa cho các bạn coi nha. Con ghẻ mới nọ nó sẽ như thế nào. Lúc nãy là mình cũng tính giúp nó ra nhanh hơn á, nhưng mà thôi, nghĩ là nên để tự nhiên đi. Con gà mới ra nó hồng, nó hồng luôn. Mở mắt ra. Mở mắt ra. Lúc đầu mình cứ tưởng nó cái bộ lông của nó sẽ là màu khác chứ, đang là màu vàng. Mình sẽ up tiếp thêm một mẻ mới nữa xem kết quả như thế nào. Thế như vậy là thành công quá rồi. Bữa sau sẽ mua chim chỉ, mua trứng chim chỉ hoặc là chim gì đó về up chơi vui. Gà mới nở ra thì không cần cho ăn đâu, bởi vì nó sống được 1 đến 2 ngày nhờ cái phôi của quả trứng. Thôi cứ để vậy thôi, đợi nó như thế nào rồi tính tiếp.